Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với kênh tư vấn tình cảm và hôn nhân của Khánh Ngọc. Các bạn thân mến, trong video ngày hôm nay, chúng mình sẽ cùng chia sẻ về câu hỏi thế nào là phù hợp trong mối quan hệ giữa nam và nữ? Hay có thể nói theo cách khác là thế nào là phù hợp trong hôn nhân và mặt tối của nó là gì? Sau khi xem xét thì bản thân mình nhận ra rằng khi hai người yêu nhau và tiến tới kết hôn thì chúng ta sẽ gặp phải 3 vấn đề về sự phù hợp. Vấn đề đầu tiên là sự phù hợp của tâm hồn. Thứ hai là sự phù hợp của gia đình và các mối quan hệ phụ thuộc của nó. Và thứ ba là sự phù hợp đặc biệt quan trọng, đó là sự phù hợp của cơ thể. Thế thì 3 cái vấn đề về sự phù hợp này được thể hiện như thế nào trong cuộc sống hiện tại? Chúng mình sẽ cùng nhau khám phá điều này nhé. Vấn đề thứ nhất là sự phù hợp của tâm hồn. Chỉ hai người yêu nhau mới nhìn thấy vấn đề này. Không ai đứng ngoài cuộc có thể nhận thấy sự đồng điệu về tâm hồn của một cặp đôi yêu nhau, phải không ạ? Người bên ngoài có thể nhìn thấy sự khác biệt về tính cách của họ, về sở thích của họ, về hình dáng, về sức khỏe của họ. Nhưng rõ ràng là chúng ta không thể nhìn thấy họ có sự đồng điệu về tâm hồn hay không. Tâm hồn nó phản ánh khía cạnh lý trí, cảm giác, ý thức và suy nghĩ. Tâm hồn nó quyết định đến thái độ, hành vi trong cuộc sống. Khi một người nói rằng anh ấy hoặc cô ấy có tâm hồn đẹp, tức là họ đang nói đến cái con người bên trong, chứ không phải là những cái bên ngoài như là hình dáng hay là sắc đẹp. Khi hai người có sự đồng điệu về tâm hồn, tức là cùng chung suy nghĩ, chung nhận thức, có chung một cái cách đối nhân xử thế và gì nữa ạ? Và cùng biết cách cảm nhận vẻ đẹp của cuộc sống để tâm hồn phong phú hơn. Như vậy, ở cái vấn đề thứ nhất này, sự phù hợp về tâm hồn chỉ có cảm nhận qua khả năng của người trong cuộc, của hai trái tim đang yêu nhau. Bố mẹ chúng ta không thể nói rằng các con không hợp nhau về tâm hồn nên không nên đến với nhau. Có ai nói như thế không ạ? Chắc chắn là không. Chỉ có người con trai nhận ra rằng cô ấy là một cô gái có tâm hồn đẹp, cô ấy có trái tim nhân hậu và có suy nghĩ tinh tế, chín chắn. Và chỉ có cô gái mới đánh giá được người đàn ông mình yêu rằng là anh ấy là người có trách nhiệm, là người có trái tim ấm áp và tình cảm. Hạnh phúc của bạn phụ thuộc tương đối lớn vào vấn đề phù hợp tâm hồn. Tuy nhiên, ở những cặp đôi yêu nhau hiện nay rất ít để ý tới cái sự phù hợp này và gần như là không quan tâm đến nó. Nhưng rồi khi về sống với nhau, sự chênh lệch về tâm hồn có thể khiến các bạn thất vọng về nhau rất là nhanh. Khi mà hai người không đồng điệu về tâm hồn thì xung đột, mâu thuẫn nhiều hơn là hạnh phúc các bạn nhé. Vấn đề thứ hai, như mình đã nói, đó là sự phù hợp của gia đình và các mối quan hệ phụ thuộc. Cái này thì chúng mình nhìn thấy rất là rõ. Trước đây người ta nói chung là không môn đăng hộ đối đấy ạ. Nhưng mà cái câu môn đăng hộ đối trước đây chỉ sử dụng để ám chỉ về việc hai gia đình chênh lệch nhau về địa vị xã hội và địa vị kinh tế. Chẳng hạn như là nhà bạn trai thì rất là giàu, còn nhà bạn gái thì lại rất là nghèo. Hay là cha mẹ bạn gái làm quan, còn cha mẹ bạn trai chỉ là nông dân thuần túy. Ngày nay thì sự không phù hợp về gia đình không những không mất đi mà còn mở rộng hơn. Thực tế vẫn có rất nhiều người rất để ý đến cái chuyện này. Họ không chỉ xét về địa vị xã hội, kinh tế mà còn tính đến cả trình độ học vấn, tín ngưỡng tôn giáo hay là xuất thân từ nơi nào. Mình ví dụ chẳng hạn như là người con trai là tiến sĩ sẽ chẳng yêu một cô gái chưa học hết cấp 3 đâu. Đó chính là một cái ví dụ rất rõ về sự không phù hợp với gia đình. Hai người có thể yêu nhau và cưới nhau,
nhưng chắc chắn trong cuộc sống sẽ xảy ra nhiều những cái vấn đề. Bởi vì giữa hai người có trình độ học vấn chênh lệch dẫn đến cái tư duy và cách sống rất khác nhau. Hoặc là một cái ví dụ đơn giản khác, chẳng hạn một người con trai dẫn bạn gái về ra mắt chẳng hạn, thì bao giờ các bậc phụ huynh cũng hỏi thông tin về quê quán ở đâu. Có người hỏi đơn giản chỉ là để biết thêm thông tin. Nhưng có những cái trường hợp nếu biết cô gái sinh ra ở một số tỉnh thành mà họ không thích thì họ sẽ không đồng ý ngay. Như vậy, vấn đề về sự phù hợp của gia đình và mối quan hệ phụ thuộc là rất quan trọng cho cuộc sống hôn nhân. Khi yêu thì có thể dễ dàng hơn, nhưng mà khi về sống trong cùng một nhà sẽ là cả một vấn đề. Một cô gái nhà nghèo lấy một anh chàng nhà giàu, người ta suýt xoa bảo rằng là chuột xa trứng gạo. Nhưng chưa chắc cô gái về gia đình đó đã được sung sướng đâu ạ. Và cả các mối quan hệ phụ thuộc nữa. Ví dụ mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu, giữa con dâu với anh chị em chồng cũng rất là phức tạp. Nếu không đạt được sự phù hợp trước khi đến kết hôn ấy, thì mối quan hệ sẽ ảnh hưởng rất là nhiều các bạn nhé. Cái vấn đề phù hợp thứ ba là sự phù hợp của cơ thể. Các bạn thân mến, một trong những cái mặt tối của mối quan hệ nam nữ đó là sự phù hợp của cơ thể. Hay có thể nói thẳng hơn, đó là sự phù hợp của ham muốn về tình dục. Con người vốn dĩ khác biệt từ suy nghĩ, hình dáng cho đến kết cấu cơ thể. Ví dụ một số người có trí thông minh cao hơn, một số có trí thông minh thấp hơn, một số có cơ thể mạnh mẽ hơn, một số có cơ thể yếu hơn, một số có tính cách dịu dàng hơn và một số lại có tính cách bạo lực hơn. Khi mà so sánh cái điều này thì chúng ta không thể loại trừ một sự khác biệt. Đó là sự khác biệt về sức mạnh của ham muốn tình dục. Một số người có ham muốn mạnh mẽ hơn những người bình thường và họ thậm chí phát triển thành cái gọi là nghiện tình dục. Một số người không có ham muốn cao vì nhiều những cái lý do khác nhau. Họ thờ ơ với những thứ đó và cảm thấy chúng không thú vị một chút nào cả. Nếu chúng ta lấy 10 con số từ 1 đến 10 để thể hiện cường độ ham muốn tình dục của một người, thì 1 có nghĩa là lãnh cảm và 10 có nghĩa là nghiện tình dục. Nếu có một cặp vợ chồng ham muốn tình dục của người chồng là 10 và ham muốn tình dục của người vợ chỉ là 1. Vậy tác dụng của việc kết hợp hai người là gì ạ? 1 và 1 có thể được kết hợp với nhau. Tương tự 2 và 2, 3 và 4 cũng có thể được kết hợp được. Thậm chí là 5 và 7 cũng có thể được kết hợp. Nhưng một khi mà giá trị của ham muốn tình dục quá chênh lệch thì rất khó để mà thích ứng và kết hợp chúng với nhau. Mình chắc chắn rằng là sự phù hợp của 2 và 3 phải tốt hơn sự phù hợp của 2 và 7. Sự khác biệt về ham muốn tình dục càng lớn thì sự phù hợp của hai người càng kém, đúng không ạ? Hôn nhân không thể hạnh phúc khi mà người chồng có chỉ số ham muốn là 10, nhưng người vợ chỉ đạt được cái mức 1 hoặc 2, thậm chí là 5 cũng chưa chắc đã phù hợp. Do đó, sự phù hợp với cơ thể là một cái điều đặc biệt quan trọng. Đôi khi hai người chỉ cần thấy hợp nhau về khoản giường chiếu là có thể giải quyết được rất là nhiều vấn đề. Có thể là vừa cãi nhau xong nhưng mà lên giường âu yếm một chút lại có thể làm hòa được. Vì thế khi là một cặp thì nhất định phải phù hợp về cơ thể. Bởi vậy, đôi khi các cặp đôi sống thử với nhau cũng có cái tác dụng nhất định của nó. Khi sống thử và quan hệ trước hôn nhân, có thể xác định được là đối tác của mình có phù hợp về cơ thể với mình hay không. Rõ ràng, để xác định được vấn đề có phù hợp với cơ thể hay không, thì phải thực hiện trước khi hôn nhân xảy ra, đúng không ạ?
Còn sau khi kết hôn rồi mới biết là đối tác không phù hợp về nhu cầu cơ thể thì các bạn không thể sửa sai được. Các bạn thân mến, với bất kỳ cá nhân nào, dù là nam hay là nữ, trước khi hôn nhân diễn ra, nếu các bạn giải quyết được 3 vấn đề phù hợp trong mối quan hệ như mình vừa nêu ấy, mình đảm bảo rằng hôn nhân của các bạn sẽ suôn sẻ và tốt đẹp hơn rất là nhiều các bạn nhé. Chủ đề ngày hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video của mình. Tạm biệt các bạn.